Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay độ siêu chất với tổng giá trị gần 100 củ. Đã quá lâu đời và nhàm chán phong cách sim, chủ nhân của con quay 110 bên dưới đây muốn tạo một cái gì đó gọi là mới lạ, phong cách hơn và cuốn hút cho chiếc xe cưng của mình. Sau một trang order những món đồ chơi thì hôm nay cái chiếc quay tàn ngày nào đã được lột xác hoàn toàn mới, có rất nhiều món đồ chơi chất lượng. Chiếc xe đánh hũ là cái cụm tay thắng Rainbow Costa, thương hiệu đồ chơi đến từ Ý. Đây là một cái phiên bản Asset 19 nhưng được nâng cấp lại đẹp hơn, qua cho lực thắng là dịu nhẹ hơn so với cũ. Và bên cạnh đó là cụm tăng tốc Domino đi cùng với hai ống ga CNC giúp xe tăng tốc nhanh hơn so với xe zin. Cái cụm công tắc phải đã bị bỏ đi và lấy khoảng trống để lắp thêm cái tay và cụm công tắc. Còn lại chức năng để của xe được chuyển qua hết ở bên trái hoặc là đạp máy tùy theo sở thích của chủ xe. Và đây là góc ảnh về cái cụm công tắc Nanowix được thiết kế với rất nhiều công tắc cho anh em tha hồ chế cháo, bao gồm cả công tắc đề mà ta thấy ở qua ký hiệu là sấm sét. Ngoài ra còn có thêm cái nút passing. Nhìn xuống trang chân trước thấy được cái độ chịu chi của chủ xe khi chi một số tiền khá lớn để trang bị dầu heo kết nối với heo dầu Rainbow Bridge 2 bít xứng ở phía trước. Bên cạnh là cái đĩa của Rakotec 245mm bắt vào cái mâm thông qua 4 chốt rô ti. Chiếc xe được nâng cấp lại một cái phần nợ còng nên chủ xe phải gắn thêm cơ trợ lực Matrix kẹp sườn với hành trình là 140mm giúp đầu xe ổn định hơn với độ cao, đặc biệt là trên cái đường thẳng. Phần nợ công được thay đổi cũng rất nhiều, tuy nhiên cái điểm đáng chú ý là mô bin sườn MSD và cái bộ nắp lốc máy Sunfast khá hiếm hiện nay. Ống xăng cũng được trang bị ngắn Saboli giúp xăng là không bị chảy ra ngoài khi tháo lắp bình xăng. Vì đã lên phanh đĩa sau nên chủ xe đã bắt thêm cái bình dầu Rizuma ở sau để làm ổ chứa dầu phụ cho bên đạp. Hệ thống treo sau được ấn định bằng cái bộ Colin có tổng chiều cao là 330mm. Tháo lắp cũng rất là dễ dàng, không cần chế cháo. Tuy nhiên, do cái kích thước phục là quá lớn nên chủ xe phải cắt nhẹ cái phần mũ ở dàn áo rộng ra tí xíu để không làm cứng chạy phục. Phanh sau dụng là heo của Rainbow Bridge làm điểm nhấn, được làm lại cái phát CC và canh chỉnh cho cái bố thắng ăn hết đĩa là được. Cùng với cái đĩa Gaffer tạo thêm cái chút màu sắc cho cái dàn chân sau bằng vài chữ ốc tăng sơn bằng titan. Dàn chân sau được dùng là mâm Race Boy phiên bản CNC đời đầu đã bị ngừng sản xuất khá lâu và hiện nay đang có mức giá trị là trên 30 củ một cặp và chỉ là món đồ chơi cũ còn đẹp chứ hoàn toàn không có đồ mới. Ducati Super Sport 939S độ hào nhoáng phong cách Superbike. Ducati Super Sport 939S, một cái dòng Sport City nhằm nhắm vào cái phân khúc là đô thị đông đúc, nơi những cái chiếc sport bike thuần chủng trở nên là khó khăn trong quá trình di chuyển. Mặc dù mới ra mắt thời gian không lâu, nhưng cái mẫu xế này được giới mộ điệu đánh giá là khá cao bởi những trang bị được nhà Ducati cung cấp, không thua kém gì với những người anh lớn trong gia đình Ducati. Và các bạn cùng chiêm ngưỡng cái chiếc xế độ Super Sport 99 độ cực đỉnh ở bên nước Thái. Nhìn vào tổng thể dễ nhận ra cái nét truyền thống của chiếc Bentley trên Super Sport qua thiết kế mặt trước, dùng cái đèn led chiếu sáng ban ngày là khá hiện đại. Vì là cái dòng Sport City, Super Sport 99S sở hữu cái ghi đồng thiết kế là cao, yên động, tư thế ngồi người lái thoải mái hơn. Ngoài ra tô điểm cho hệ thống tay lái là trang bị bộ cụm phanh và con Rainbow Asset kết hợp với chúng là cặp bình dầu CNC khá là mắc. Rũ bỏ cái phần trắng bùng rườm rà, chiếc xe để lộ bộ mông là to. Ngoài ra dáng mô tô trở nên hào hơn. Vị trí ống xả ban đầu được sửa đổi đôi chút với cặp ống xả Anovis Tenium là khá giống với cái chiếc siêu phẩm 129 Super Leisure. Sử dụng thiết kế cấp đơn giống như cái chiếc Super Spy và cái mẫu Super Sport 99S trong clip này được trang bị bộ mâm Oset Racing với thiết kế thể thao bằng hợp kim nhôm. Cái dòng sản phẩm chuyên dành cho những giải đua lớn. Ngoài ra tạo điểm nhấn cho có động cơ lộ thiên, cái bản độ được trang bị ốp nồi trong suốt được bài với thiết kế khá độc đáo giúp quan sát được cái chuyển động bên trong. Những hiệu chỉnh cơ bản giúp cho em nó không kém cạnh gì với người đàn anh lớn Super Spy hiện nay. Cảm ơn bạn đã theo dõi này kế tiếp, nhớ like, share, subscribe.